của đội trưởng Mỹ cùng với búa của thần sấm Thor, cái nào tốt hơn? Ông chủ bán khiên nói. Khiên của họ cực kỳ kiên cố, không những có thể chịu được sức nặng của chiếc ô tô 1.5 tấn đè lên nhiều lần, mà còn có thể rửa được bằng nham thạch nóng 4.000 độ. Cho dù dùng gậy bóng chày và búa liên tục đập vào, tấm khiên vẫn cứng cáp như thường. Trời ơi, lợi hại thế á! Ông chủ bán búa của Thor khi đó liền cảm thấy không vui. Anh ấy nói búa của thần sấm mới là mạnh nhất, không chỉ chịu được lực ném mạnh mà cho dù đập vào đâu cũng không có vấn đề gì. Ngay cả kính ô tô cũng phải gọi nó là bộ đá thì càng không cần nhắc tới rồi. Búa của thần sấm có thể nhẹ nhàng đập vỡ 4 tảng đá liền. Trời ơi, nghe như thế thì đều thấy chúng rất đỉnh. Vậy thì chúng ta sẽ làm một thử thách để so sánh. Ai nghĩ rằng chiếc khiên sẽ thắng thì comment 666. Mà ai cho rằng búa của Thor thắng thì comment 888 nha mọi người. Chúng ta sẽ xem khiên của đội trưởng Mỹ trước nhé. Nó được rèn từ kim loại cao cấp, bề ngoài càng làm tôi thấy thích thú. Giống y như cái ở trong phim ấy, cảm nhận trên tay cũng rất tốt. Tôi dùng chân đứng lên, quả thực là lợi hại, nó cứng lắm. Hai chân nhảy lên nhảy xuống vài chục lần, tấm khiên vẫn không có chút lõm nào. Mặt sau của khiên có hai tay nắm, dùng để nhấc nó lên. Chúng ta hãy cùng nhìn tới búa của thần sấm nhé. Nó càng cứng hơn, nặng tận 40 kg, nhìn rất giống một chiếc búa khổng lồ. Nghe nói còn đánh được thân ô dễ như chơi. Vậy thì thân ô tới rồi. Ôi mẹ ơi, chỉ cần ba búa, thân ô liền thua rồi, ngay cả cơ hội đánh trả cũng không có. À, tôi có chứa này, chỉ có 1% thiên tài mới có thể đoán ra được. Bạn có thể đoán được không? Nguyên tắc của trận đấu này rất đơn giản. Ở độ cao 4m, làm rơi búa của thần sấm xuống khiên của đội trưởng Mỹ. Nếu khiên bị đập vỡ, thì búa sẽ thắng. Nếu như không bị vỡ, thì khiên sẽ giành chiến thắng. Còn nếu chỉ làm khiên nứt ra, thì hai thứ này sẽ bất phân thắng bại. Nhớ like nhé, thử thách chuẩn bị bắt đầu rồi đây. Cha ơi, mới có một lần, khiên của đội trưởng Mỹ liền bị vỡ làm hai mảnh. Thử thách lần này, cái anh gọi là đội trưởng Mỹ ấy, vũ khí của anh sao yếu thế? Nghe nói búa của Thor giành chiến thắng rồi, lấy thêm chiếc điện thoại cục gạch này làm thử nghiệm nhé. Nó cứ khăng khăng đòi phân cao thấp với búa của thần sấm. Kết quả bất ngờ, bị cục gạch thách thức, búa của Thor cũng nổ cơn giận rồi. Nó thề là phải cho cục gạch kia một bài học, tới đi lão thiết, làm một trận quyết đấu chưa từng có trong lịch sử nào. 3 giây sau, có thể thấy đó, lớp sắt lót bên dưới điện thoại bị đập biến dạng luôn, mà cục gạch cũng chỉ bị vỡ một chút. Vào lúc tôi nghĩ cục gạch không thể chịu được một cú, thì nó lại có màn thể hiện xuất sắc làm tôi cũng phải kinh ngạc. Không sai, cho dù bị đầy sẹo trên người, nó vẫn có thể nghe gọi bình thường. Tôi hỏi bạn như thế có đỉnh không? Tôi là Tam Lang, tuần sau gặp lại.